Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi vào BaSao để mình quay, như là đã hứa mình sẽ quay clip review đánh giá về dòng sản phẩm JBL 28 triệu mà có xứng đáng với mọi người bỏ ra cái giá trị đấy hay không, thì xem bên trong nó có cái gì mọi người cùng xem. Và Thiên Vũ đang ở trong thang máy của BaSao đây ở Hồ Chí Minh. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng Thiên Vũ bắt đầu đi vào và được sự hỗ trợ của các anh kỹ thuật sẽ tháo dòng này ra cho người cùng xem. Ok, bắt đầu. Các bạn có thể thấy thì đây là dòng EON One Pro mà các anh kỹ thuật bên BaSao đã chuẩn bị sẵn để hỗ trợ Thiên Vũ hôm nay làm review để chia sẻ cho mọi người cùng xem. Thì ở đây là tem của BaSao đây. Đây là một sản phẩm nguyên vẹn và đang hoạt động bình thường. Sẽ cùng các anh mở cái dòng sản phẩm lo này cho mọi người cùng xem nha. Sẽ mở cái dòng này ra. Wow, thì đây, sau khi mở ra, đây là bên trong của cái bộ mixer, nó có những mắt gài này mọi người. Wow. Wow, các bạn thấy chưa? Wow, một cụm rất là lớn. Các bạn thấy đây là cái bộ lưới mới mở ra, thì các bạn thấy đây là cái bộ lưới để cách cái vùng này với lại so với cái thùng của lo đó. Mà cái nước sơn của lưới này rất là mịn và cái lỗ lưới rất là nhẵn, rất là láng. Và nó có một lớp keo đây nè, lớp keo này để bám vào cái thành lo, để những cái lớp keo bên đây nè, những cái lớp keo này là bản thân tác dụng nhà hãng họ làm ra, vậy là giống như là một cái ron xe để khi mà lúc mà lo hoạt động á, cái này nó sẽ không có dựa, nó sẽ không có bị gọi là tình trạng những vật cứng với nhau nó va chạm vào nhau để tạo ra những tiếng cạch cạch, nó lót để chết im, để tránh những cái tạp âm mà những cái tiếng mà không mong muốn khi mà lo đang hoạt động. Đây là anh kỹ thuật của BaSao, anh đang tháo lắp cái những con ốc này ra để cho mọi người xem cái tận cảnh cái bộ ruột bên trong của dòng EON One Pro này. Tại sao là nó có mức giá rất là cao nhưng mà lại rất là được nhiều người mua? Ở hiện là một sản phẩm hot ở thị trường hiện bây giờ. Anh đang tháo cái giáp cắm. Phẩm này cũng khá là nhiều ốc, giống như cái lò bồ vậy đó, mà nhìn nó rất là rối. Đã ra rồi. Ở đây nó dưới những cái dây cái nó cho những cái khe dây nè để cố định cái sợi dây nó không bị chồng chéo lên nhau. Dùng cái lưới. Rất là thú vị. không sao đâu. Đó. Ok, bây giờ là mọi người đã thấy bên trong cái sản phẩm này nó đặt ngang những dây tín hiệu, nhìn nó rất là rối. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ nhờ anh kỹ thuật coi. Bây giờ đầu tiên mình sẽ quay cận cảnh chi tiết của những bộ phận này trước cho mọi người cùng xem. Sau đó mình sẽ hỏi những cái linh kiện các bạn thấy. Ở đây mình đầu tiên mình thấy cái cầu chì nè, cầu chì của nó nè. Và mình thấy tất cả những cái dòng JBL, những cái dòng mà Acti á, thì anh có thể thấy là những cái keo này tại sao họ cố tình họ chét nhiều. Thì theo hay anh thực nói thì ở đây họ chế nhiều, không phải là họ cố tình để làm cho những cái dòng keo này. Các bạn thấy Thiên Vũ đã từng mở những dòng lo khác, cái keo họ cố tình làm cho nó kiểu như nó bày hày vậy đó mọi người. Nó bày hày ra như vậy để nó, có thể là cái keo này nó cố định những các linh kiện này và nó nhằm là nó sẽ tản nhiệt các linh kiện này luôn. Đó. Mình đầu tiên thì giới thiệu những linh kiện, ở sau mình sẽ quay những chi tiết. Các bạn thấy nè, mình sẽ đang quay cận cảnh về cái vết hàng này. Vết hàng mọi người thấy nó rất là đẹp không? Để mình qua góc bên đây, mối hàng nó sẽ đẹp hơn để đủ ánh sáng mọi người để đánh giá được. Đó. Rất là đẹp. Đó, mọi người thấy cái vết hàng của nó không? Đó, rất là cận cảnh đúng không? Mình đang quay cận cảnh. Đâu giống như đóng màn nhện vậy. Rồi, mọi người thấy không? Anh có thể chia sẻ mấy con này là nó là những cái bộ phận bên trong của cái trung tâm mixer này, có thể nói đây là một cái cục men luôn đúng không anh? Đúng không? Rồi cái này đây coi như là một cái cục men cũng như là mixer, bao gồm là cái bao nguồn luôn mọi người. Bây giờ anh chia sẻ em cái từng khu vực của cái bộ này được không? Cái này có nguồn nè. Lọc nguồn. Nè, cái này lọc nguồn hả nè? Dạ. Rồi. Đây là biến áp sung. Biến áp sung. Dạ. Phần này là công suất. Khu vực này là khu vực của công suất của loa. Công suất của loa, tất cả nằm trong đây. Công suất. Dạ. Như vậy là cái khu vực này là chính là cái khu vực mà chúng ta sạc pin mà dành cho cái dòng EON 162, là cái khu vực này, khu vực sạc. Đây nó rất là rối. Các bạn thấy những linh kiện của những sản phẩm chính hãng hầu như tất đây là dây sạc ở ngoài, đây là dây dắt sạc. Các bạn thấy để ý là những cái linh kiện của con này hầu như là đều có những cái mã vạch email đúng rõ ràng đúng không? Giống như những sản phẩm lần trước, những sản phẩm chính hãng thì thường là tất cả linh kiện đều có những cái email, những cái con tem riêng của họ hết. Này ở đây cũng có nè. Đó, nó rất là nhiều. Rồi, anh còn cái con này nó sử dụng mút phát hay là như thế nào anh? Sòi hay là như thế nào anh chia sẻ không? Công suất xài C. Công suất xài C. Chứ nó không phải là xài con mút phép bình thường giống như những dòng khác ha. Cái này xe thì nó tích hợp nhỏ, vừa xài nó ra được số, nó không giống như sò chỉ ra analog thôi. Đây ra được âm thanh số nên cái âm thanh nghe hay hơn. Thì theo như ảnh chia sẻ đó mọi người, thì cái dòng cái con mút phép hay gì là những con sò mọi người hay nói là đó là những cái con sò cơ, đó là sò analog. Thì với con sò này các bạn thấy là nó không thấy cái sò đâu cả, nó là một băng liền. Đây là con sò mút phép nè, nhưng mà anh nói đây là một con sò số, tức là giống như là kiểu con sò này nó sẽ thường tích hợp vô những cái con mixer digital đó mọi người. Những cái dòng digital á thì nó sử dụng bằng số, thì nó cho mình ra một chất âm nó hay hơn, nó chi tiết hơn so với cái nguyên bản là sò kiểu sử dụng analog, giống như là âm ly và bảng số vậy đó mọi người. Nó kiểu nó là như vậy đúng không anh? Rồi còn cái anh có thể chia sẻ còn những cái con này là con gì anh hả? Đây cũng là tụ lọc đầu ra. Tụ lọc đầu ra. Dạ. Cục lọc công suất, còn đây là lọc đầu vào. nguồn. Hôm nay là đây cục lọc công suất, đây là lọc công suất thì nó 4 con anh, 1, 2, 3, 4 con. Còn những con đen đen như này là con gì anh hả? Họ làm rất là tinh tế mọi người ạ. Cái cuộn dây nó nằm ở bên trong và nó được bọc ở ngoài nữa nè. Cuộn trong ở đây nè, thấy nếu mà các bạn nhìn nghiêng á, các bạn thấy nè, nó được bọc một ít nhựa ở ngoài nữa. Chắc là một phần nó cũng có thể nó chống nhiễu rồi. Còn cái con này, con này là con gì anh hả? Đấy là con IC sạc. IC sạc. Còn bên đây mà đây là móc phách nguồn, còn đây là móc phách công suất, còn đây là IC sạc. Nhìn nó làm nó rất là cầu kỳ. Để mình quay những cái con tụ nguồn cận cảnh cho mọi người đọc cái thông số tụ nguồn của dòng EON, xin lỗi mọi người, dòng JBL EON 60, xin lỗi, JBL EON Pro, EON One Pro. Rồi đó, mọi người thấy ha, nó làm rất cầu kỳ. Coi các bạn hãy, các bạn kỹ thuật mình làm clip này chia sẻ cho các em kỹ thuật để chúng ta có thể sự trải nghiệm mới, biết những cái dòng thương hiệu đình đám ở thế giới họ đang sử dụng những linh kiện như thế nào. Đó, mình đang quay một dưới thôi, mọi người thấy ha, mọi người tự đánh giá về cái con này như thế nào, linh kiện họ dùng như thế nào nha. Chúng ta có thể học hỏi các nước bạn, những đất nước lớn mà rất là rồ về âm thanh. Các bạn kỹ thuật có thể biết nhiều hơn để học được cái gì đó hay hơn. Để mình zoom cận cảnh. Còn ở phía trên đây thì sao anh? Ở trên đây là nó, em thấy là nó liền với mixer, thì chắc ở đây, chắc trên đây là cái bộ mixer đúng không anh? Đúng không? Đúng rồi. Bộ mixer là... Các bạn hay nhất là phần bo này, theo anh chia sẻ ở cái bo này với là bo revert mọi người. Bo revert này nó cách với lại cái bo chính. Bo cắt line nè, các bạn thấy không? Đó, đây là bo revert thì mình sẽ quay thử cái cận cảnh. Rồi mình quay cái rồi thế nào quay cho mọi người dễ nhìn chứ. Đây. Đó, đây là bo revert mọi người. Chúng ta sẽ quay cận cảnh những con chip mà. Rất là nhiều, rất là nặng mọi người ạ, cầm lên rất là nặng. Đây là cái bo gọi là bo hiệu ứng effect. Còn cái bo này thì sao anh ha? Bo này nó vai trò như mixer, chỉnh bản chép. Bo này thì nó analog ha anh. Thì cái bo này là giống như là các bạn mixer vậy mọi người. Các bạn mixer, các bạn cũng biết EON One Pro nó có rất là nhiều line, có gồm 5 line đầu vào nè mọi người thấy không? Line 1, line 2, line 3 và mỗi line là đại diện cho mỗi mixer tích hợp ở trên đây. Đây là shape, bass, reverb và nút on off khi mà đây là on off micro. Tức là chúng ta chọn ngõ 6 ly hay Canon gì đó. Còn đây là nút ở đây, xin lỗi mọi người, đây là nút on mở reverb hoặc là tắt reverb. Còn nút dưới đây là midline để chúng ta chọn, là chúng ta chọn mid tức là ngõ Canon, còn line tức là ngõ 6 ly đó mọi người. Vậy cho dễ hiểu ha. Còn đây là nút volume gain, đây là ngõ gain. Nó thì nó còn gồm 3 cái mã này. Các bạn mà khách hàng mà đã từng sở hữu và mua hàng tại Thiên Vũ sẽ biết cái bộ trung tâm này. Và đây là bên đây thông số để nó báo pin. Đó, sạc pin. Và đây là volume master. Đây là ngõ kết nối Bluetooth. Rất là nhiều ngõ. Phía sau này, đây phía sau của bản bo này thì các bạn thấy là nó có 4 line Canon. Đó. Có ngõ out monitor nè, có ngõ bass nè, USB sạc 5V chuẩn 1A nữa. Chúng ta có thể sạc điện thoại hay là sạc iPad gì đó. Okay. Luôn cả cái vỏ mà nó cũng có số email nữa. Luôn cả cái vỏ mà nó cũng số may. Chúng ta xem thử cái ruột trong hốc hẻm như thế nào. Đây là những cái ngõ kết nối mà cái dòng lo này nó có trong này. Ở theo như nãy anh nói chia sẻ ở dưới là con mút phết đó mọi người, con mút phết đó, con sò thì các bạn thấy ở trên chỉnh nó rất bằng phẳng mà tất cả nó dồn tản nhiệt, thì nó dồn những cái con tản nhiệt ở dưới đây rất là dày, giống như con này mọi người, những cái lớp chất để dành cho tản nhiệt bán dẫn. Từ ốc vít mọi thứ họ cũng rất là tuyệt trắng, ốc vít là giống như kiểu nó không cho tháo luôn, này nó không cho tháo, trong ốc vít họ đều có chích keo hết, đều có chích keo hết. Rồi ok, như vậy là các bạn đã đi biết sơ về cái phần bộ. Đây là các bạn có thể coi đi, như đây là cái mixer, cục đẩy, xử lý tín hiệu, âm thanh và mọi thứ, và công suất của nguồn cũng như là công suất của chiếc loa này. Bây giờ mình sẽ quay tiếp phần mở và xem bên trong của cái loa, bên trong mình sẽ coi cái củ loa nó sẽ như thế nào. Còn phần cái củ loa nữa mọi người rất là muốn biết đúng không? Còn phần này tháo có vẻ hơi khó à. Rồi lát nữa mình sẽ mở luôn cái con này ra cho mọi người xem. Sau củ loa tép bên trong nó có khác gì với những củ loa tép của Bo mà mọi người đang rất là ghiền coi, thì nó khác với củ tép nó nhỏ giống như Bo F1812 vậy đó, thì coi nó như thế nào. Ok, giờ mình tiếp tục mở cái dòng loa này. Rồi bây giờ để muốn tháo cái loa này thì chắc là những cái chỗ cao su này là chắc là nó sẽ có những ốc, và anh móc mọi người cái con cao su này bá đạo lắm mọi người, đâm lũng nó vô nhưng mà không thấy bất kỳ một cái dấu vết nào mà của gọi là tình trạng bị đâm á. Đây mọi người xem đây, anh đâm thêm nữa nè, đó nó rất là hay, đâm vô lấy ra những cái tóc vậy đó. Đó, không thấy một vết lũng của khi mà chúng ta đâm vào luôn nè. Nó giống như là cái mức độ dẻo là một độ dẻo, và độ đàn hồi của nó có thể là xe khích được cái lỗ mà chúng ta đâm luôn. Quá độc, quá độc. Rồi mình sẽ cùng kết hợp với ảnh làm và mở cho mọi người ha. Độc ha, không thấy một cái lỗ mà khi mà chúng ta đâm luôn. Đơn giản là tháo vậy thôi anh, không có dính gì nữa. À nó có một cái dắt, một cái dắt dưới đây nè. Ở đây các bạn tháo ra các bạn, nó có một dắt ngàm dưới đây nên đã không cố định, các bạn phải lấy nó ra. Như lấy ra không được, cái này muốn lấy ra phải lấy dưới. Nhấn nó xuống. À không phải, đây này nó bị gấp gà, nó kìm mũi nhọn, anh bóp hai cái đầu cong này cho nó gom gọn lại. Đầu cong này nó gì rồi, đúng rồi, bấm rồi, kìm cái gì cũng bóp nó ra. Chúng ta phải bóp cái này ra, chúng ta mới lấy được cái dắt ra. Nhưng mà anh ơi, không cần đâu anh ơi, không cần, đủ rồi. Anh mở lo là được rồi, mở đây, dưới ra. Rồi thì các bạn thấy không cần, mình sẽ không mở cái này nha, cái này không quan trọng. Giờ mình sẽ mở cái củ loa đầu tiên, mình sẽ mở mặt lưới, tại vì ở đây là mình đã thấy cái ốc đây, chúng ta có thể được mở được cái nắp loa này nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở lưới. Rồi, đó, chúng ta sẽ mở từ phần ở trên của con JBL EON One Pro. Rồi. Còn bên đây là pin của nó nè. Bây giờ chúng ta sẽ mở thử từng món ra. Mình mở lấy pin luôn. Mình lấy những cây lên lụng lặng. Cái phần nhựa của nó làm rất là chắc cái phần tay cầm này mọi người. mọi người có thể thấy là cái phần nhựa nó làm rất là dày, rất là cứng cáp, và cái khuôn đúc của cái phần nhựa này mọi người thấy nó rất là liền lạc, nó không có bị thô kệch hay là nó bị chìa ra, hay là những cái phần thường nhựa mà dỏm chúng ta đúc ở trong tay nó đưa ra những phần thô cột. Cái này nè, các bạn nhìn nó rất là mượt mà, cực kỳ mượt luôn, từ cái khuôn đúc nó rất là chuẩn. Đây bên trong, đây là mặt lưới. Còn nói về mặt lưới thì đúng là những cái âm thanh này, cái đó là quy chuẩn ở sau những cái logo, những cái lo SE đợt trước đó, Thiên Vũ đã mở cho mọi người xem thì nó đều có cái phần này nè mọi người, phần này, cái phần cái kiểu để chống rung đó, để chống, để tránh trường hợp. Bên trong đây nó cũng có một mặt lưới nhỏ nữa nè. Khoan, anh đã mở ra rồi kìa, quay từ từ rồi vô, anh đã mở mặt lưới ra nè. Wow, vào đây quá đẹp. Mặt lưới của mình để gần đây cho mọi người cùng xem, ở đây có ánh sáng mình sẽ cho mọi người xem. Rồi thì mọi người thấy cái mặt lưới của nó nè, nó có một lớp lưới mỏng nữa, mình quay về mình mới thấy được. Rồi, đợi xíu, rồi đó mọi người thấy không, lớp lưới của nó nè. Lưới khe này có thể là cái lưới này cũng là một phần để chống bụi bay vào, tại vì cái khoang hở của lưới JBL EON One Pro thì nó lỗ khá to. Đó. Rồi đem vào để... vào đây mình quay cận cảnh bên trong cái lo này. Và xoay rồi đó các bạn, đây là những gì mà các bạn đang muốn xem và đang trông chờ, đó chính là cái củ loa của nó. Nó chỉ có 10 inch thôi nha mọi người, 10 inch tức là lo này chỉ 10 inch thôi đó mọi người thấy. Của lo mình sẽ quay cận cảnh cái biển lò nên quay có ánh sáng. Cho em xíu đèn để em tính xem, tại vì đang bị ngược sáng cũng sao rồi kìa, bị ngược sáng với vậy là mình quay cận cảnh mọi người. Thấy không? Mọi người thấy rõ không ạ? Lấy nét các bạn. Anh có thể quăng ra đây giúp em được không? Giúp em để cho mọi người thấy được cái nó nét hơn. Rồi ok, để sáng được anh. Rồi được, như đây được. Rồi ok, đây là thuận sáng rồi nè. Mọi người thấy thì cái vành này nó rất là mịn, còn đây là mặt giấy đó mọi người. Giấy của nó, đây là cái mặt giấy nó cực kỳ đặc trưng, nó khác với cái mặt giấy của Spo. Mặt giấy của nó có một phần giống như nó chét một lớp keo hay là nó sản xuất như thế nào ấy, nhưng mà chạm nó mịn lắm, nó mịn mà nó láng, nó không có sần sùi giống như những cái mặt giấy của lo Spo mà đợt trước Thiên Vũ làm. Mà cái mặt giấy này các bạn thấy những cái sơ giấy nó vẫn, các bạn vẫn thấy rõ được nè. Đây, mình zoom nét lại. Đó, các bạn thấy không, có những sơ nè, sơ trắng bạc đây là những sơ giấy, nhưng mà các bạn vuốt lên mặt giấy này rất là độc, là nó mịn lắm, cực kỳ mịn luôn. Nó không có sơ giấy kia, nó những cái lo kia để sần sùi, còn này nó nhẵn mịn nè. Còn này lớp cao su của nó chỉ có 10 inch thôi, rất là nhỏ, nhưng mà công suất của nó mang lại là theo hãng đưa ra là 430W, quá tuyệt vời. Giờ mình sẽ mở củ lo coi bên đi thiết kế nào. Ở phía bên đây dưới á, thì cái dòng EON One Pro này ở dưới đây nó có một lỗ hơi dồn vào phía trước đó mọi người thấy không. Còn cái đèn này, đèn led hiển thị cái nguồn. Giờ anh sẽ mở cái củ lo cho mọi người cùng xem. Ở bên trong của lo, ở phía bên trong của lo các bạn nhìn nó có một cái gì hướng đất là nút vặn gì đó chẳng biết luôn. Nhìn cầm thấy không, nó nút vặn giống như là những cái van cơ các bạn chỉnh đó. Giờ mình sẽ mở cái củ lo, mở ra cho mọi người. Em nghĩ chứ mở củ là được anh ơi, mở củ lo là được rồi, không cần phải mở cái kia đâu. Dạ 4.3. Dạ. Bass là 200. Đúng rồi, nhưng mà không biết tại sao nó lại in là 400 mấy đây. Em đây 430W. Nhưng mà khi thông số, các bạn để ý cái chỗ này, Thiên Vũ đã từng chia sẻ cho mọi người á, cái điểm này là tại sao không, mình không hiểu là nó ghi là 430W max đó, có thể là max, là maximum, có nghĩa là công suất đỉnh á, là big á. Đó. Còn khi mà các bạn đọc về thông số kỹ thuật mà cái loa này thì bản thân cái công suất loa này chỉ có 200W thôi, và cái dòng full này chỉ có 180 thôi. Đó, cái dòng full 180 và cái bass này là 200. Thực tế là 200 nhưng mà nó có thể là công suất đỉnh nhất, có thể hoạt động liên tục. Và anh mở gần xong rồi. Hôm nay được làm clip này thì rất là vui, cũng thỏa mãn được rất là nhiều khách hàng đã yêu cầu lâu rồi. Ở channel mình và các bạn có thể thấy những cái con ốc vít này, giờ Thiên Vũ sẽ đầu zoom cho mọi người xem. Thấy không? Nó không nét, để Thiên Vũ để cái góc này, góc nào nét nhất mình lấy nét này. À, mọi người thấy con ốc vít không? Đó, có một quả nó rất là liền lạc, rất là nhìn nó chắc chắn luôn cả con ốc nữa. Nó có màu sơn, nó có màu sơn ở chỗ này nè, giống như đồ nhập là thường nó có màu sơn cho từng con ốc. Rồi ok, giờ cái ảnh đã mở ra rồi, mở ra luôn rồi, mở ra thì ở đây thì mình, các bạn thấy ở phía sau, anh thể chia sẻ của cái từ này sẽ như thế nào không anh? Để nó cho mọi người coi nha. Cái từ nó nặng lắm, to lắm. Con này lạ nha, mọi người thấy gì nó lạ không mọi người? Cái màng giấy này nó lại có lỗ, và đặc biệt cái màng giấy thường người ta rất là mềm, nhưng mà màng giấy này chạm vào nó rất là cứng ngắc. Đây cứng ngắc luôn á mọi người, cái màng giấy này nè, thường những cái khác này nó sẽ mềm, nhưng mà còn màng giấy này nó cứng khư luôn á, cứng ngắc luôn á, giống như nhựa luôn á. Và nó thậm chí là nó kế sau nhưng mà nó lại có những cái lỗ hơi này, mình cũng chưa thấy cái loa mà để lỗ hơi này bao giờ. Các anh em nào đã thấy rồi có thể chia sẻ không? Đấy. Xung quanh tổng cộng là 3, 6, 8. Mọi người đợi xíu nha, anh tháo ra giúp em đi. Bóp vô cái nhích nó chấm lên, nhấn bóp này, nhấn này nè. Rồi xong rồi, thì cũng giống như những cái loại khác, đó chính là nó sẽ có số email trên cái củ loa này. Và cái cụ từ con này nó nhỏ, nhưng mà cụ từ nó có một độ dày khoảng trên 2 phân, nó rất là dày mọi người thấy. Còn cái món hàng những lo khác các bạn thấy là nó có những cái màu gọi là chì đen, còn con này là chì nó gọi là bóng lưỡng luôn. Đây, bóng lưỡng này là râu của nó nè, đây cái râu của nó, hai cái bằng râu của nó. Đây là cái số email của cái từ loa, cũng như là những cái này là COCV đầy đủ nè mọi người thấy không, tất cả đều có in hết. Đây là màn bên trong của nó. Mình đặc biệt mình thấy là lạ cái chỗ này, tại sao này nó rất là cứng, cứng ngắt à. Về phần ron á, thì những cái ron khác người ta khá là dày, còn anh ron này thì ảnh mỏng lét à. Cái ron cái điểm mút đây nè, mà này mọi người thấy nhìn đây thì nó mỏng cực kỳ mỏng luôn đó, mỏng lét. To nha, to ghê hồn luôn, nặng lắm, nhỏ nhưng mà rất là nặng, cực kỳ nặng luôn. Ok, giờ là các bạn đã thấy được cái loa 10 inch của dòng JBL EON One Pro. Giờ tới đến là mình sẽ tiếp tục tháo cái phần này. Anh hỗ trợ tháo giúp em phần này. Đây các bạn ha, sản phẩm chưa được tháo được. Đây còn nguyên si. Rồi trong thời gian tháo thì mình sẽ đi sơ qua về cái thiết kế nhựa của nó. Nhựa nó thì nhìn cái bên trong hầu như là nó giống như combo F1812 mà Thiên Vũ đã làm, thì nó là một cái khuôn đúc hoàn toàn đó. Và bên trong đây họ thiết kế, đây là cái chỗ mà cản vết sơ rồi, thì để coi họ thiết kế như thế nào. Sau khi cái hơi đây thì mọi người thấy khi mà bass đánh vô đây nè thì nó có những cái mút tiêu âm, để mình lôi cái mút tiêu âm mình ra cho mọi người xem, trải nghiệm cái mút tiêu âm nó làm vật liệu như thế nào xíu. Lôi nước tiêu âm ra. Rồi để mình lôi ra. Mọi người thấy đây là cái mút bông tiêu âm của nó. Cái bông tiêu âm này. Wow. Nó rất là khích. Cái bông tiêu âm này nó khích. Những cái bông tiêu âm các bạn thấy bông thủy tinh các bạn mà trắng trắng rồi thì các bạn lại thấy là nó rời rạc, như con này thì nó rất là dày nhưng mà nó lại mềm lắm. Nó có cái lông nó khích hơn so với cái bông mà được trước mà Thiên Vũ review. Mà con này, bông này lại màu đen, và bông này họ lại áp không áp phía sau, họ không áp phía sau mà lại họ lại đi áp ở hai bên thành của thiết kế của loa. Để coi phía dưới xem nào. Rồi ở phía dưới các bạn có thể thấy thì cái phần này nó sẽ có khoảng trống như thế này. Nó khoảng trống tức là khi mà cũ loa súp đánh thì nó sẽ đi ra lỗ hơi này, và hơi này sẽ đi ra phía trước này, chứ họ không tiêu âm ở chỗ này. Lý do nha, có thể là họ muốn cho hơi, nếu mà bông tiêu âm mà đặt ở đây thì có thể là nó sẽ tiêu âm đi và nó triệt tiêu đi cái bass, tức là nó làm suy giảm cái sóng âm của loa. Thì có lẽ nếu mà họ đặt ở đây thì cái độ phóng nó sẽ không có, đúng không mọi người? Nếu tiêu âm ở đây thì nó sẽ bị triệt tiêu âm nhiều rồi, độ phóng nó sẽ không có, thì nó sẽ không có thể nào mà cái tần số sóng nó sẽ không đẩy ra đây đủ nhiều, nên đó là cũng là một lý do mà hãng không đặt cái tiêu âm ở đây, vì nó sẽ triệt tiêu âm nhanh hơn. Rồi họ chỉ triệt tiêu âm ở hai bên thôi. Tục qua bên cái loa full cho các anh thử mở xem cái loa full này nó khác gì với series F1812. Wow, đây là chúng ta mở thì các bạn thấy nó tháo đơn giản hơn so với series F1812 đó. Thì đây thì nó rắc, nó cắm nó kích với nhau. Còn các củ lo thì nó đều có cái tem series. Để mình quay theo hướng. Ok. Đó, các bạn thấy series không? Mỗi củ lo, những cái dòng nhập khẩu á, thì mỗi củ lo nó đều, nhà sản xuất đều có một số email riêng. Con này lại có màu á. Đó. Cái này các bạn thấy cái thiết kế của nó là nó ngã lên để nó tạo một cái phủ, mình thấy gần như nó nghiêng ngã luôn để nó tạo được một cái phủ. Ở đây nó sẽ xuống như thế này, góc này thì tính ra nó khoảng tầm, nếu thông số thực hiện là nó tới 180 độ, mà đây là góc đứng, góc đứng này thì nó sẽ phù hợp cho ví dụ những ví dụ như các bạn ở sân khấu đi, khán giả mà ngồi ở dưới á, thì cái loa, những cái dòng loa full phía trước này á, nó sẽ đi thẳng với tai của người nghe đó, tức là nó đang định hướng sóng âm để cho người nghe có thể nghe được chi tiết được cái loa này phát ra. Còn cái này khi mà những cái ghế ngồi như những phòng họp, các bạn thấy những phòng họp giống như rạp phim đi, là những cái phòng là nó sẽ từ dưới và nó lên cao, thì những cái loa này nó sẽ có tác dụng cho những cái ghế cuối cùng của cái rạp phim đó, người nghe sẽ nhận được cái âm thanh tốt nhất mà cái loa đi thẳng đến tai người nghe. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ tháo cái mặt trước xem cái củ lo này nó như thế nào luôn. Rồi, ok, cảm ơn anh. Rồi. nha các bạn. Hôm nay là mình được hỗ trợ của BaSao để làm video clip này, mà vì không mình sẽ không quay mặt của các anh. Okay. Rồi. Wow. Đẹp, nó giống F1812 quá, cũ nó nhỏ hơn. Cái nắp này không số không được ở đây. Đây các bạn thấy không? Nó rất là mịn, giống như SE luôn ấy. Chất lượng. Màng giấy trong này nó cứng, nó láng mịn hơn. Quay cận cảnh cho mọi người xem. Có độ đàn hồi rất là cao. Nên có lẽ vì vậy thì nó có một cái chịu tải tốt, khi mà lớn nó không có bị xé và nó chịu tải được tần số lớn. Nhưng mà lại con này thì mình lại không thấy cái sự tản nhiệt ở nó nằm ở đâu. Nhưng mà các bạn thấy cụ từ nó lại khác với con kia, là từ nó lại rất là dày. Đó, nó khoảng 1,5 phân cái từ rất là dày, 1,5 phân đó mọi người. Này rất tiếc mình sẽ không tháo ra được cho mọi người xem. Rồi sau khi mình tháo clip này chắc cũng có một anh đã mượn clip mình, thì mình sẽ coi hãng sẽ đấu nối những cái. Anh có thể mở ra em coi họ đấu nối như thế nào không? Mình nghĩ là các anh như giỏi như anh là Ngô Đức Tài á, Ngô Đức Tài Vlog á, mong là anh clip này anh sẽ chia sẻ, cũng dựa vào cái clip này anh sẽ chia sẻ cho các anh em kỹ thuật biết nhiều hơn về cái vấn đề đánh giá om. Thì clip này thấy anh trước có quay rồi cũng hay, rất là chia sẻ cho mọi người hay, thì mình sẽ quay lại. Và clip và đoạn này sẽ dành cho anh Ngô Đức Tài để anh xem cái đoạn clip này và anh đánh giá cho mọi người một clip mới. Thì clip này á, đây là nguồn âm nè, và đây là cực âm nè, nó lại vô đây, và nguồn dương á họ sẽ chia vào 3 cái ở phía trên đó. Nguồn dương là đỏ 1, 2, 3, và nguồn âm của cái này á họ sẽ đấu link với nhau ở bên đây, qua bên đây sẽ qua cái thứ hai và cái này đi qua cái này. Rồi các anh em chúng ta sẽ tự đánh giá nha. Rồi, ok, xong như vậy là hôm nay đã có một buổi review cũng như là đã bung mổ ruột cái con EON One Pro đây trước mặt các bạn đây. Thì các bạn thấy video clip này hay mà các bạn có đánh giá, các bạn có góp ý gì về cái dòng loa này thì hãy để lại comment bên dưới. Nếu thấy clip mà chia sẻ hữu ích và vui và cho cộng đồng á, thì đừng quên bấm like và subscribe channel nha, để xem những clip mới nhất của bên Thiên Vũ. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip mổ bụng lần sau. Bye.